Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, chiều nay ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản án đưa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 37 bị cáo trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đây là lần đầu tiên cả 3 cựu ủy viên Trung ương cùng bị đưa ra xét xử, lãnh án trong cùng một vụ gồm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Tòa tuyên ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng bị cáo buộc nhận hối lộ, ông Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng giá Cục Quản lý Dược, cựu thư ký của ông Long, lãnh 9 năm tù. Hai cựu vụ trưởng của Bộ Y tế gồm Nguyễn Minh Tuấn 8 năm tù và Nguyễn Nam Liên bị tuyên phạt 7 năm tù. Theo bản án được tòa công bố chiều nay, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, với mục đích được sản xuất, bán kit xét nghiệm thu lời bất chính, đã cấu kết với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, cựu thư ký Nguyễn Huỳnh, bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng, thực hiện nhiều hành vi sai phạm. Để được nhóm cựu lãnh đạo tại các bộ ngành, địa phương can thiệp, giúp đỡ, Tổng Giám đốc Việt Á đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần tổng số 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng, bản luận tội nêu. Hành vi của Tổng Giám đốc Việt Á bị cáo buộc gây thiệt hại số tiền hơn 1.200 tỷ, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 431 tỷ. Tổng số tiền Phan Quốc Việt hối lộ các cựu quan chức trong vụ án này hơn 106 tỷ. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ số tiền nhiều nhất, lên đến 2,25 triệu đô la Mỹ. Tòa đánh giá ông Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Cựu bộ trưởng được ghi nhận hợp tác tốt với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen nên được xem là tình tiết giảm nhẹ. Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát cho rằng sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác. Trong khi chính phủ và nhân dân đang gồng mình chống dịch thì ở cương vị bộ trưởng, người đứng đầu ngành y tế, ông Long đã can thiệp, chỉ đạo các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giúp Công ty Việt Á xuyên suốt quá trình từ cấp phép lưu hành đến hiệp thương giá kit xét nghiệm của công ty này theo giá đã bị nâng khống. Trong khi ngân sách nhà nước đang phải gồng mình để bù đắp các thiệt hại do dịch bệnh gây ra, ông Long lại gợi ý đề nghị Phan Quốc Việt chi số tiền đặc biệt lớn cho mình. Kết quả điều tra và thẩm vấn tại tòa đủ căn cứ xác định cựu Bộ trưởng Long nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ. Quá trình xét hỏi, ông Long thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng khai rằng khi cựu thư ký Nguyễn Huỳnh đưa tiền cho mình đều nói do Việt Á làm ăn được nên cảm ơn. Ông Long nhiều lần khẳng định không gợi ý, không đòi hỏi, không yêu cầu Phan Quốc Việt đưa tiền. Tuy nhiên, trong những lần được tòa cho đối chất, cựu thư ký Nguyễn Huỳnh đều khẳng định cựu Bộ trưởng là người gợi ý Phan Quốc Việt đưa tiền để lo công việc và mỗi lần gợi ý cụ thể đưa 1 triệu đô la Mỹ.